Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay em xin phép là chia sẻ cái nội dung diễn thuyết ngày 28. Đó, nội dung thứ nhất đó là bộ sản phẩm của Unicity. Unicity thì có 5 dòng sản phẩm. Dòng thứ nhất đó là dòng thải độc. Và dòng thứ hai đó là tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch này. Và dòng thứ ba là dòng cân bằng chuyển hóa. Và dòng thứ tư là nó là dòng bổ sung dinh dưỡng cấp độ gen. Và dòng thứ năm đó là chăm sóc da và làm đẹp. Chăm sóc da và làm đẹp. Thứ nhất là về bộ thải độc. Về bộ thải độc thì có 6 bộ sản phẩm. Thứ nhất đó là diệp lục. Chúng ta nhớ rằng diệp lục, cái cụm từ diệp lục đó là chiết xuất từ cỏ linh năng có cái tác dụng là thải độc máu. Và cái thứ hai là tăng sinh hồng cầu có nghĩa là để tạo ra máu này. Đấy, có nghĩa là tạo ra máu này. Và cái sản phẩm thứ hai đó là Lifiber, đó là thải độc dạ dày đại tràng và trực tràng này. Có cái tác dụng Lifiber là cung cấp chất xơ cho vi khuẩn tốt, tức là cung cấp thức ăn cho vi khuẩn tốt. Và cái thứ ba là tạo ra môi trường cho hệ tiêu hóa để cái này để hỗ trợ và điều trị bệnh táo bón về dạ dày đại tràng và trào ngược dạ dày. Sản phẩm thứ ba đó là Legenti có cái tác dụng là thải độc huyết tương. Huyết tương thì chiếm 54%. Nó kêu lắm. Không nóng à? Không. Để con viết một tí nào. Chiếm 54% ở trong máu. Và cái tác dụng thứ ba là có làm sạch mạch máu để phòng chống u hạch và quét u hạch, sử dụng cho những người mà bị sỏi thận và sỏi mật nhé. Sản phẩm thứ tư đó là thải độc gan này có cái tác dụng thứ nhất đó là thải độc gan và cái thứ hai là tái tạo các tế bào gan, tức là cung cấp thức ăn cho gan này. Đây là một sản phẩm nằm trong dược thư thế giới, có 2-1 tác dụng là vừa thải độc và vừa phục hồi chức năng gan. Đấy là 4 cái sản phẩm của bộ thải độc. Sang sản phẩm thứ năm đó là thải độc ký sinh trùng thì có khắp trong cơ thể, cứ nhung nhúc
nhu nhúc trong cơ thể. Và cái thứ hai là giun sán. Giun sán thì ở trong ruột, giun sán thì ở trong ruột. Còn ký sinh trùng, ký sinh trùng thì ở toàn bộ cơ thể. Đấy, ký sinh trùng ở toàn bộ cơ thể này. Và cái thứ tư đó là ở đâu có viêm nhiễm, ở đâu có viêm nhiễm, ở đâu có viêm nhiễm, ở đó có ký sinh trùng. Ví dụ như là viêm khoang, đóng cửa không? Ví dụ như là viêm xoang, viêm đại tràng, viêm đại tràng và viêm dạ dày. Viêm dạ dày, tất cả những loại viêm, ở đâu có viêm thì ở đó có ký sinh trùng. Thứ sáu đó là trà thải độc ruột. Trà thải độc ruột nhé. Trà thải độc ruột đó là trà uống vào ban đêm, uống vào tối trước khi đi ngủ, tối trước khi đi ngủ, uống tối trước khi đi ngủ 1 phút hoặc 3 phút hoặc 5 phút, chúng ta ngâm 3 phút. Uống vào có cái tác dụng là đào thải độc tố ở trong ruột, đào thải độc tố ở trong ruột. Uống vào có cái tác dụng là nhâm nhẩm đau bụng, nhâm nhẩm đau bụng, nhâm nhẩm đau bụng sau 8 tiếng, nhâm nhẩm đau bụng sau 8 tiếng nhé. Đấy là trà, trà thải độc ruột thì có cái tác dụng là cậy những cái mảng bám. Chúng ta lưu ý là không dùng cho người đau dạ dày, không dùng cho người đau dạ dày, đau đại tràng hoặc là bị u ruột thì chúng ta không dùng nhé.